Chị nhà thân mến ơi, hôm nay lại có một cái thùng hàng về từ Pháp như thế này, rất là xinh và rất là thơm và cực kỳ cute. Bởi vậy nên mình muốn quay một clip để cả nhà cùng xem nha. Đây là thùng gì nè? Đây là những em cực kỳ hot hit nha. Đây là những em mini can, chính là bao La Jena của thị trường Pháp ha. Các bạn có thể thấy lúc trước mình đã từng rao order để post những em này để mời các bạn cùng mua chung nè. Có rất là nhiều khuôn mặt, 9, 10, 11 khuôn mặt, và màu da thì có khoảng 4 màu da, từ trắng sáng ha, rất là nhiều luôn à. Vậy thì trong thùng hàng này của mình có những sản phẩm như thế nào, màu tóc, màu da như thế nào, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Hãy cùng mình khui việc cùng mình khui cái thùng hàng này ra ha. À đây, đây là một thùng hàng nặng cỡ chắc phải 15 kg, 20 kg gì đó mỗi em ha. Mỗi em nặng khoảng tầm nặng hơn bao La Jena thì nặng khoảng tầm 700 gram ha. Đây mình phải che lại như thế này ạ. Tại vì những em này đều có cái phần ở dưới thế này nên là mình không có dám lộ ra trên màn hình sợ bị quét á ha. Rất là đáng yêu luôn. À đây ạ, mỗi em thì không có hộp nha bạn ơi. Mỗi em nằm ở trong một cái bao ni lông thế này. Bởi vậy nên các bạn khi nhận thì cũng đừng ngạc nhiên vì sao không có hộp gốc ạ. Tất cả những em này đều có cái tem như thế này ha, đều có tem tem nè. Rồi có cái lô sản xuất ha, tháng 7 nè, năm 2022 nè, ngày thứ 21 của năm ha, ngày thứ 21 của tháng ạ. Rồi rồi đây là tem vạch ha, rất là chuẩn xịn mịn luôn. Nên mọi người hãy yên tâm mua hàng nha. Mặc dù không có bao bì, không có hộp nhưng mà bao bì nè. Đây, đây là bao bì như thế này ạ. Đây, bao bì như thế này. Bao bì có tiếng Nga này ha, tiếng Nga, tiếng Pháp gì đây tùm lum hết. Và đây chính là hãng sản xuất. Bởi vậy nên cái việc người ta đóng gói cho mình một em Paula Jenna Mini Can Pháp ở trong một cái túi ni lông này. Còn về phía shop của mình Búp Bê Mỹ thì sẽ ship mọi người luôn có hộp nha, luôn có hộp ạ. Một em này là nhắm mắt được nè. Đợt này mình về đâu khoảng 3 mặt nhắm mắt được thì đây là một em nhắm mắt được. Về cơ bản thì bạn sẽ thấy ha, bạn sẽ thấy rằng những em mà nhắm mắt được thì có giá sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều ha. Rồi mình quay sơ qua phía ngoài cho bạn xem nè. Ở trên này người ta làm một cái tóc ha, giống như Paula Jenna, thì cái này mục đích là để cho cái tóc nó vô nếp và không bị rối á, để tới tay người sử dụng thì sẽ xinh đẹp. Bạn thấy cô nàng này rất là đáng yêu đúng không? Một cái mái ngố màu ngang cực kỳ xinh xắn luôn này, rất là đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh quá trời luôn. Môi nữa nè, cằm này nè ha, cái cằm này ha, rất là bầu bĩnh, rất là xinh xắn luôn. Mùi thơm cực kỳ dễ thương luôn. Bạn nào mà yêu phong cách style em bé thì đừng bỏ qua dòng này ha. Rồi ở đây nữa nè, đây một cái body bụng rún này rất là xinh ha. Rồi những thớ cơ thớ thịt như thế này đây hả, chân tay ôi cute hết sức luôn ấy ha, cute lắm luôn. Một em tóc vàng mắt nhắm được ha bạn ơi. Em này không không nhắm mắt được, mình muốn tìm thêm. Thôi thôi, thui tới đâu mình mở tới đó vậy. Em này ha, thời tóc đỏ nè, có tàn nhang xung quanh mắt và không nhắm được. Thì em này có màu tóc đỏ và cái mắt màu xanh và có mặt tàn nhang. Ở đây là đặc điểm chung thì chúng ta sẽ nhìn ở cái khuôn mặt của các em ha. Còn body ở phía dưới thì y chang như nhau thôi ạ. Đều có những thớ cơ ha, những cuộn 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 và có cái bộ phận ở dưới. Còn em này thì đó, sẽ khác nhau ở phần tóc. Tóc này thì cột lên. Sẽ có nhiều mẹ băn khoăn rằng cái mái tóc này mình sẽ xả xuống thì nó có suông không. Các bạn cứ việc yên tâm chơi, mình sẽ hướng dẫn cách chơi để cái tóc thẳng. Có nghĩa là khi cột thì chắc chắn rồi, tại vì cọng tóc rất là mềm và rất mịn nên khi cột thì chắc chắn là nó sẽ có cái nếp gấp ở đây. Thì tóc của mình cũng vậy mà. Vậy thì để cho cái nếp gấp này hết thì bạn chỉ cần xử lý với nước ấm ha, rồi mình dùng lược mình chải thì dần dần nó sẽ hết thôi. Còn nếu như các bạn có kỹ năng nhiều hơn nữa thì mình có thể dùng một cái kẹp nhiệt cũng được. Đó thì mình khuyến cáo mọi người nên sử dụng nước ấm thì thời gian nó sẽ lâu hơn nhưng mà đảm bảo rằng tóc sẽ không bị quăng. Nước ấm cỡ 40 độ ha, mình sẽ làm thường xuyên là ok thôi. Đây hàng chính hãng ha, đây có chữ tem phía sau ha. Tóc rất là dài luôn ha, rất là xinh nè. Rồi một em nữa mình muốn giới thiệu là em nào ha. Em này, bé này thì có tóc màu nâu hạt dẻ. Bạn thấy ha, tóc thì màu nâu hạt dẻ nè. Rồi rồi cái màu mắt á, thì cái này người ta sẽ gọi là màu mật ong á bạn ơi. Ở cái web của hãng thì người ta sẽ gọi đây là màu mật ong ạ. Còn mình gọi là màu nâu cũng được ha. Còn hãng thì người ta gọi là màu mật ong.
Đây, cũng rất là thơm tho và xinh xắn luôn. Cái phần tóc thì nó cũng được rẽ ngô như thế này ạ. Đó, bạn thấy đặc biệt một cái là phần tóc của những em Minica đó thì người ta cấy theo cái kiểu là người ta sẽ đi một cái đường ở thế này, rồi cái tóc ở nhánh này xuống và nhánh này xuống, thì nó sẽ không có cái đường rẽ ở chỗ này ha. Như vậy thì sẽ đơn giản hơn, so với cách làm nó sẽ đơn giản hơn với những cái em hồi nãy vừa vừa qua là có cái đường rẽ ở dưới thì sẽ phức tạp hơn, còn em này sẽ làm đơn giản hơn. Em này cũng bạn thấy ha, rất là xinh xắn luôn nè. Có mái tóc màu nâu hạt dẻ, rồi cái tông mắt nè, em này thì mắt không nhắm được ha, môi thì cũng hé hé như thế này, theo style của em bé rất là đáng yêu luôn. Rồi một em tiếp theo, em này á thì sẽ phù hợp với những chị em và những bé gái nào mà cá tính ha, thì chắc chắn là sẽ thích nè. Tại vì sao? Mặt em này rất là lì đòn, rất là cá tính và lì đòn ha, bạn thấy không, đáng yêu vô cùng ha. Cái môi dưới nè, cái miệng này hoàn toàn khác với những bé kia. Những bé kia thì có cái môi hở ra, hai cái môi hở ra, rồi ở giữa thì mình sẽ thấy được cái lưỡi, còn em này thì không. Em này khi nhìn vào thì môi dưới môi trên rất là dày. Em này là theo phong cách Africa, có nghĩa là khi hãng người ta sản xuất thì người ta cũng sẽ thiết kế những dòng búp bê theo từng phong cách từng châu luôn ha, châu Á, châu Âu ha, rồi châu Phi cũng có luôn. Em này thì theo phong cách Africa nè, có cái màu da bánh mật cực kỳ nâu. Africa thì là em này nữa nha, còn em này thì cũng chưa bằng đâu nè. Bạn thấy không? Em màu này nè, nó mới đen hơn. Em này chưa là gì, chưa phải là chưa bằng em Africa này luôn ha. Tóc nè bạn thấy nha, rất là đáng yêu luôn. Nó xước xước ở phía này nữa nè, nhìn ngộ nghĩnh cute hết sảy luôn. Tóc màu đen ạ, da màu ngăm đen, rồi cái đường rẽ thì cũng sẽ như thế này. Mời các bạn xem ha, rất là đáng yêu luôn. Trán cao, không có chân mày nha. Không em nào có chân mày hết. Bởi vậy nên mẹ nào thích về và vẽ lại chân mày thì cũng rất là dễ luôn ha. Mình không cần phải chùi, không cần dùng những cái dung dịch nước rửa móng để mà chùi, mà mình có thể vẽ luôn. Nên cái việc mà các mẹ vẽ hay là tô son thì cứ chơi thoải mái tự nhiên ạ. Rồi một em Africa tóc xù. Đợt trước về thì mình có về một cái em rất là đen luôn, còn em này thì màu nâu, màu đỏ, đen đỏ luôn ha cả nhà ơi. Em này thì màu cực kỳ đen đỏ luôn. Em đợt trước của mình thì màu đen hơn. Bạn thấy không, em này xinh ơi là xinh nè. Mình thì bảo là xinh, nhưng mà có điều á, có nhiều mẹ và nhiều em bé á, khi mà mình không có quen nhìn những em bé tông này á, thì mình sẽ thấy rằng á, rất là lạ lùng. Nhưng thật sự ha, khi mình đã rất là yêu búp bê rồi á, thì các bạn sẽ thấy rằng những cái màu da càng độc đáo, càng cá tính thì nó cũng rất là đáng yêu luôn. Bởi vậy mỗi búp bê nó đều có một cái nét đẹp và nét cá tính riêng. Cũng giống như chúng ta, mỗi người đều có một cái vẻ đẹp riêng, không có hòa lẫn với ai cả ha. Nên mỗi người đều là một cái bản sắc rất là đẹp, rất là tự nhiên, rất là cá tính riêng của từng người luôn. Về tóc thì theo mình đánh giá thì cái phần xử lý tóc của bé này là khá là phức tạp ha. Thứ nhất là vì hả là có cái đường rẽ ở giữa, thứ hai là tóc xù nữa đó ạ. Tóc xù ở phía sau thì tóc như thế này nè. Tóc phía sau thì người ta không có rẽ nữa ha, người ta chỉ rẽ tới khúc này là thôi, phía sau người ta không có rẽ nữa mà người ta để nó xù vậy luôn đó, bạn thấy không, rất là xù luôn. Với cái màu tóc xù thế này á, bạn muốn làm thẳng cũng được, thì như mình đã trình bày hồi nãy á, là mình có thể sử dụng cái phần nước ấm ở đây thì các bạn có thể tăng lên khoảng 40, 50, 60, bạn tăng từ từ lên thì cái tóc nó sẽ chịu nhiệt dần dần thì nó sẽ thẳng ra luôn á. Bạn thấy không, rất là đáng yêu nha. Rồi một em nữa ha, một em nữa mình sẽ kiếm một cái em nào á. Một em, ủa em này là hồi nãy có rồi ha, hồi nãy em có em này rồi. Tới em này nè, em này chưa có. Em này chính là một cô nàng như hồi nãy á. Có điều là hơi khác một tẹo là cô nàng này mở mắt ra được nha. Đây cô nàng này mở mắt ra được, có phong cách của châu Âu nè. Là một cái máy ngố ngang, một mái tóc màu vàng và màu mắt người ta gọi là honey á, màu honey, màu mật ong cũng được ha. Đây hai màu khác nhau, hai màu mắt khác nhau ạ. Bạn có thể thấy nha, cùng một bé nhưng mà hai màu mắt khác nhau. Bé nhắm mắt mở mắt được thì có màu xanh nâu hả, màu hơi ánh màu nâu thì đúng hơn ạ. Còn cái bé mà mở mắt ra, bé mở mắt ra là bé này nè, thì có mắt màu honey, màu vàng mật ong. Bạn thích bé nào hơn?
bạn thích bé nào hơn ha, hay là thích luôn cả hai đi thì hãy inbox mình nhé. Rồi tới bé nào chưa có ha, mình sẽ lựa bé nào chưa có ha, mình sẽ lựa bé nào chưa có để mình. À đây một cô bé châu Á, ngầu không, siêu ngầu luôn, một cô bé châu Á. Cô bé châu Á này nhìn nó bạn thấy không, rõ rõ ràng luôn, nét là cực kỳ châu Á luôn. Mắt thì xếp lên trên nè, đấy bạn thấy không, mắt thì xếp lên trên, mắt màu đen luôn, đen mà tròng to, tròng đen nữa, môn nữa nè, cực kỳ châu Á luôn. Rồi trán cao này, tóc đen nè, đó tất tần tật đều rất là đen 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 từ mắt cho tới tóc luôn. Ở phía sau thì như thế này, đó tóc rất là mướt luôn ha, tóc người ta xử lý rất là mướt ở dạng này, nó sẽ phù hợp với những người nào mà thích hệ tóc mướt đó, thì những em mini can này rất là phù hợp luôn. Tới nha, tới bé nào ha, đây một bảng tóc đỏ mà nhắm mắt được nè, tóc nâu đỏ nhắm mắt được sẽ là có bé này. Bé này ạ, bé này nhắm mắt được ha, tóc màu nâu đỏ, mắt xanh nè, tóc màu nâu đỏ có tàn nhang nữa. Thì hồi nãy mình có một cái bé mình giới thiệu rồi, thì bé này đó, tức là cái bảng này á mình có hai mẫu, một mẫu nhắm mắt được và mẫu không nhắm mắt được đó. Bé này là không nhắm mắt được nè, đó cả hai bé là mình nhìn sẽ không phân biệt được đúng không ạ, hoàn toàn không phân biệt được luôn. Tuy nhiên lúc mà nhìn ở trên hình á thì mình phân biệt được, mình sẽ nhìn vô mình biết được bé nào là nhắm mắt được, tại vì khi mình nhìn trên hình á thì mình sẽ thấy được ạ, mình sẽ thấy được cái mi mắt của bé nhắm mắt mở mắt á, là cái mi nó dày hơn nên mình nhìn đúng là chính xác luôn. Thì bây giờ mình nhìn ở trên cái trực diện ở phía ngoài thì mình cũng thấy thật sự là như vậy luôn. Cái mí mắt của cái bé này nè, đó nhìn nó dày dặn hơn ha, nhìn nó dày hơn, còn cái bé kia thì không có, tại vì người ta dán luôn ở phần phía trên luôn mà, người ta dán lên để nó không có dịch chuyển nữa nên là nhìn nó nhỏ hơn. Còn cái bé nhắm mắt được này bạn thấy ha, nó lại dính ở trong phần của con ngư ha, tròng mắt di chuyển được, bởi vậy nên nhìn nó sẽ dày hơn cái phần mí mắt. Rồi tới bé nào ha, bé nào cũng xinh xắn quá trời luôn, bé này hồi nãy có chưa ha, bé này hồi nãy có rồi, cô bé nhắm mắt được á, cô bé tóc vàng nhắm mắt được. Đây là cô bé tóc đỏ, cô bé tóc đỏ nhắm mắt được. Thôi hai cô, mấy cô bé nhắm mắt được đó, khi mình đặt nằm xuống thì mắt đi nhắm xuống. Đây mình cũng mình sẽ mua về cho bé ở nhà mình chơi cũng được nè. Bé này hồi nãy có chưa ha? Chưa, hồi nãy là có nhưng mà cái bảng là hồi nãy là cái bảng này đó, hai bé. Bé này là cái tóc màu nâu, màu gọi là màu gì ha, màu nâu hạt dẻ, rất là thơm luôn ạ. Mùi thơm của Paola Jenna các bạn. Tuy nhiên mỗi bé này nặng hơn Paola Jenna nên chắc chắn rằng mình cầm một cái bé này mình sẽ cảm nhận cái mùi thơm nó đậm đà hơn xíu chăng. Ai gỡ ra nè, tất cả những cái phần này á khi về chơi mình cứ gỡ ra thôi, còn khi người ta vận chuyển thì người ta sẽ để cho nó cố định những cái nếp tóc ấy ạ. Đó, những em bé này được làm tóc rất là đẹp luôn á các mẹ ơi. Bé này là nhắm mắt được ha, đây là khi chị em nhìn là sẽ thấy ha, cái phần này nè, đó nó có cái mí mắt á đó. Đó khi hai em để gần nhau nè, đợt này mình về tới mấy bé luôn, mình về tới mấy bé nhắm mắt được luôn nè, đó rất là xinh luôn ạ. Xíu nữa mình sẽ có kế hoạch là mình sẽ chụp hình và mình lên đồ cho những em này đó. Đó, đang định so sánh hai bé này. Đó, đang định so sánh hai bé này. Đây hai bé này nha, cùng là màu mắt như nhau, cùng là màu tóc như nhau nè, đó đó ha. Đó, tuy nhiên một bé thì nhắm được, một bé không nhắm được. Về màu tóc màu mắt là như nhau, vậy thì các mẹ muốn sử dụng
cái mẫu nào, muốn chơi cái mẫu nào cho con mình chơi mẫu nào á, thì cứ lựa cái loại nhắm mắt hay mở mắt. Loại mở mắt nhắm mắt được thì chắc chắn là giá nó sẽ nhỉnh hơn mấy trăm nghìn nha. Bé này cũng không nhắm mắt được nè, ôi siêu nhiều luôn á, rất là nhiều luôn. Đợt này á, các mẹ đặt cũng rất là nhiều nên là mình đã nhập về đây. Đó, bé này cũng không nhắm mắt được nè, siêu dễ thương luôn. Lô này hơi bị nhiều luôn á, giá cũng khá là tốt. Thì mỗi lần mua tùy thuộc vào cái tỷ giá nữa thì giá nó sẽ khác nhau, giá nó sẽ khác nhau ha, giá nó sẽ khác nhau vào từng đợt. Bởi lại nên hôm nay giá này, hôm sau giá khác thì nó luôn có sự thay đổi, nên là mình cứ theo dõi bay là mình sẽ biết. Bên em là giá cả thì luôn niêm yết rõ nên không có gì phải lăn tăn cả, tại vì chỉ có là giá mỗi thời điểm nó mỗi khác nhau thôi. À, người ta còn gói cho bên em cái đống quần chip nữa. Quần chip nãy giờ không thấy, khui tới cuối thùng mới thấy luôn, những cái quần chip. Rồi, sau đây mình sẽ quay qua đây để cả nhà xem nha. Cả nhà sẽ thấy rằng em này nhiều như thế nào luôn nè. Đó, quá ư là nhiều luôn. Cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại. Mình sẽ tìm quần áo để thay cho các bé này, và mình sẽ trả order dần dần. Cảm ơn mọi người nha.